ta sẽ đi vào nội dung đó là đọc nhạc. Trước khi vào bài, mời chúng ta sẽ quan sát lên màn hình và nhận xét nhé. Bây giờ mời chúng ta sẽ cùng nhau vào bài. Các con thân mến, ở tiết học này, cô sẽ giới thiệu với chúng ta có hai bạn mới. Đó, bạn thứ nhất là bạn Son, bạn thứ hai là bạn My. Như vậy đầu tiên mời chúng ta sẽ đi vào làm quen với bạn Son nha. Bây giờ mời các con sẽ quan sát hình trên tay bạn Son có màu gì ạ? Như vậy các con sẽ nói theo nhịp điệu và đọc theo cô nha. Đây màu gì? Như vậy chúng ta đã quan sát được rồi và mời chúng ta sẽ cùng nhau trả lời. Màu xanh. Như vậy vừa rồi chúng ta đã nhận diện được bạn Son có hình màu xanh rồi. Như vậy các con hãy quan sát và cho cô biết cái tay bạn Son được đặt như thế nào trên thân mình. Các con ơi, tay bạn Son được đặt úp lòng bàn tay vào ngực và đặt trước ngực nha. Bây giờ mời chúng ta đứng dậy và cùng nhau thực hiện, cùng nhau gọi tên bạn luôn nha. Son. Mời chúng ta đọc lại. Son. Như vậy chúng ta đã làm quen được bạn Son rồi. Bây giờ mời chúng ta bước vào trong và chúng ta lại làm quen với bạn My. Như vậy các con hãy quan sát trên hình tay bạn My có màu gì. Và chúng ta cùng nhau đọc nha. Đây màu gì? Như vậy ta quan sát được là bạn My, tay bạn My màu gì, cùng nhau trả lời nha. Màu vàng. Như vậy tay bạn My làm hình màu vàng rồi. Và bây giờ các con cho cô biết cái tay bạn được đặt như thế nào. Các con ơi, tay bạn được đặt úp lòng bàn tay xuống trước dưới ngực, thấp hơn bạn Son nha. Bây giờ mời chúng ta cùng nhau thực hiện và gọi tên bạn. My. Bây giờ mời chúng ta sẽ cùng nhau gọi lại tên hai bạn này. Son, My. Như vậy vừa rồi chúng ta đã gọi tên được hai bạn này và làm quen được hai bạn rồi. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu với các con, ở dưới hai bạn này là có một cái khung nhạc. Như vậy đầu khung nhạc là một cái khóa son. Và ở trên khung nhạc có 5 dòng kẽ và 4 khe, ta tính từ dưới lên. Và bây giờ các con cho cô biết nè, bạn Son bạn được đứng vị trí thứ mấy trên cái dòng kẽ. Như vậy các con đã biết là bạn Son bạn đứng ở vị trí thứ hai, tức là ở dòng kẽ thứ hai. Như vậy ta hãy lưu ý cho cô là tên của bạn và vị trí của bạn được đứng trên dòng kẽ nhé. Và bây giờ mời các con quan sát xem bạn My bạn đứng trên dòng kẽ thứ mấy trên khung nhạc. Bạn My bạn đứng ở dòng kẽ thứ nhất trên khung nhạc. Và các con hãy lưu ý cho cô vị trí của các bạn được đứng trên khung nhạc. Và bây giờ để thực hiện tốt phần này, mời các con sẽ qua một hoạt động, đó là quan sát trên khung nhạc của chúng ta và chúng ta cùng nhau gọi tên bạn. Và ở nốt nhạc đầu tiên chúng ta đọc là Son, Son, Mi, Son, Mi. Như vậy mời chúng ta sẽ nhìn vào hình và chúng ta thực hiện theo nốt nhạc bàn tay. Ta đứng dậy và thể hiện trên cái lòng bàn tay, hai bàn tay của mình đưa lên miệng đọc nha. Bây giờ mời chúng ta bắt đầu. Son, Son, Mi, Son, Mi. Lưu ý cho cô, tiếng Son đầu ta ngân dài một phách, tiếng Mi đến tiếng Mi về sau ta ngân dài hai phách khi gặp nốt trắng nha. Nốt đen ta ngân dài một phách, nốt trắng ta ngân dài hai phách. Và bây giờ các con hãy quan sát trên màn hình. Các con thấy hình ảnh đầu tiên là chú gì ạ? Cho nên khi ta đọc là ta quan sát được con gì, ta trả lời là con đó nha. Bây giờ mời chúng ta cùng đọc. Đây con gì? Chúng ta cùng trả lời. Con gà. Như vậy chúng ta đọc theo tiết tấu của âm hình trên, tiết tấu trên. Rồi quan sát bên hình bên kia là con gì? Kia con gì? Con mèo. Như vậy chúng ta vừa nói theo nhịp điệu được rồi đó các con, và đã trả lời được câu hỏi ở trên các hình ảnh trên rồi, theo cái nhịp điệu tiết tấu của khuôn nhạc và nốt nhạc bàn tay. Ở nhà chúng ta sẽ thực hiện nhiều và thực hiện tốt phần này nha. Và bây giờ để thực hiện tốt hơn và nhận diện tốt hơn, mời các con sẽ quan sát hình ảnh tiếp theo. Như vậy các con cho cô biết hình ảnh bàn tay trên này, ở đây có mấy nốt nhạc ạ?
À, có hai nốt nhạc đó là nốt son và nốt mi. Như vậy khi ta đọc được phát ra mấy âm? À, nó cũng phát ra hai âm nha. Bây giờ mời chúng ta cùng nhau thực hiện. Son mi. À, và tiếp theo mời các con sẽ quan sát hình tiếp theo và nhận diện. À, như vậy đây có mấy nốt nhạc? À, các con ơi, hình này có một nốt nhạc thôi nha. Như vậy khi đọc nó phát ra mấy âm? Nó phát ra hai âm, nó cùng một nốt nhạc là son son, nhưng khi ta đọc hai lần là thành ra hai âm nha. Mời chúng ta cùng thực hiện son son. À, như vậy vừa rồi chúng ta đã thực hiện được một mẫu hai âm rồi, và bây giờ mời chúng ta sẽ quan sát mẫu tiếp theo. À, theo mẫu này các con cho cô biết đây có mấy nốt nhạc? À, đó là có hai nốt nhạc, nốt son và nốt mi, nhưng khi ta đọc là mấy âm? Ta đọc ghép là ba âm nha. Mời chúng ta cùng nhau thực hiện son mi son. Như vậy mẫu này nó khác với mẫu trước ở chỗ nào các con? À, mẫu này nó có 3 âm, mẫu trước chỉ có là 2 âm. Ở nhà các con dựa vào những cái thăng âm này thực hiện nhiều lần cho tốt nhé. Và bây giờ để đi vào một phần nội dung tiếp theo đó của chúng ta, đó là nội dung nhạc cụ. Trước khi vào phần nhạc cụ, mời các con hãy quan sát mẫu âm. À, đây là cái tiết tấu âm hình đầu tiên đó là nốt đen ta đọc là ta, nốt tiếp theo là đơn đơn ta đọc là ti ti, và tiếp theo nốt đen ta đọc là ta, và cuối cùng là dấu lặng đen thì ta đọc là ùm. Mời các con nghe nha, ta ti ti ta ùm. Và để thể hiện phần này sau 3 giây, mời các con thực hiện theo thầy nhé. Ở nhà chúng ta dựa vào phần này và luyện tập nhiều lần. Bây giờ mời chúng ta sang mẫu thứ hai. Tiết tấu cũng tương tự như trên, ta đọc là ta ti ti ta ùm. Nhưng đối với cách vỗ thì đầu tiên ta vỗ bằng hai tay, cái tiếp theo ta vỗ trên hai đầu gối, tiếp theo ta vỗ bằng tay ùm, ta không có vỗ. Và sau 3 giây chúng ta thực hiện theo mẫu của thầy. Vậy vừa rồi chúng ta đã thực hiện được hai mẫu trên rồi. Đối với bài hát này, với hai mẫu này chúng ta sẽ áp dụng vào bài hát múa đàn hôm trước chúng ta đã học. Và bây giờ mời chúng ta sẽ thực hiện theo mẫu. Sẽ nhờ người thân hỗ trợ cho mình để thực hiện tốt hai mẫu trên nhé. Và tiết học của chúng ta đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi. Về nhà chúng ta sẽ thực hiện theo mẫu đọc nhạc và mẫu nhạc cụ này để thực hiện tốt với bài hát môn đàn trên. Như vậy, tiết học đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các con